Mọi người bà chấm đẩy view cho em nha. Chấm đẩy view nha. Chấm đẩy view em xả sóc bò, chân váy bò, áo phông các kiểu luôn nha mọi người nha. Xả này xả tẩm các loại luôn nhá. Rất nhiều luôn nha mọi người nha. Các chị chia sẻ cho em nha, chia sẻ hai lần nha. Chia sẻ càng nhiều càng ít nha, chia sẻ trên các hội nhóm nha. Mọi người đẩy view cho em đi ạ, chia sẻ cho em đến tầm 5-7 view sẽ like nha mọi người nha. Sóc bò, chân váy bò giá thực rẻ luôn nha. Chia sẻ càng đông view càng giảm giá nha. Càng đông view càng giảm giá nha mọi người nha. Càng đông view càng giảm giá. Các chị chia sẻ cho em đi nha. Em ở Hải Phòng luôn nha. Ở Hải Phòng luôn, rất là gần luôn nha. Ở Hải Phòng luôn nha mọi người nha. Em ở Hải Phòng luôn nên mọi người có chấm đẩy view cho em đi nha. Ở Hải Phòng luôn nha mọi người nha. Mọi người vào chia sẻ cho em nha, chia sẻ để mua chân váy và sóc bò giá cực kỳ rẻ luôn nha, mới chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ càng đông thì mới có càng giảm giá được các chị nha, chia sẻ càng đông thì mới càng giảm giá được nha mọi người nha. Em ở Hải Phòng luôn nha, Hải Phòng luôn. Hải Phòng luôn nha mọi người nha, ở Hải Phòng luôn nha mọi người nha. Ở trong hội luôn nha. Em ở Hải Phòng ở trong hội luôn. Em viết luôn giá trên này nha. Có Shopee. Đấy. Các chị vào chờ chấm chia sẻ cho em nha. Chia sẻ hai nhóm là được rồi các chị nha, chia sẻ cho em hai nhóm là ok rồi nha. Chị nào mặc size nào rồi chia sẻ ghi vào luôn hộ em nha, chia sẻ rồi quay ra mua hàng nha. Chia sẻ rồi mới bán nha mọi người nha, chia sẻ rồi mới bán nha. Chia sẻ rồi mới bán nha mọi người nha, chia sẻ rồi mới bán nha mọi người nha. Mọi người đẩy view cho em đi ạ. Chia sẻ hộ em nha, chia sẻ thì em bán. Chia sẻ mới bán nha, chia sẻ mới bán nha mọi người nha. Chia sẻ mới bán nha. Em ở Hải Phòng luôn nha, giá này chỉ chốt trên like và áp dụng chia sẻ like thôi nha. Nhiều chị là hỏi em đến lúc xem lại like rồi hỏi em là em không bán giá này đâu nhưng các chị nha, đến lúc lại tiếc nha. Xin chào chị Diệu Hằng nha. Chỉ bán khi chia sẻ like thôi nha, chia sẻ có 2 lần thôi. Nay em đăng có 2 lần thôi nha mọi người nha, chia sẻ có 2 lần thôi, nhóm nào cũng được nha. Chia sẻ có 2 lần thôi. Mọi người chia sẻ cho em nha. Ai chia sẻ đầu ghi là đã chia sẻ và kèm theo size em sẽ like luôn nha. Chia sẻ đầu ghi em đã chia sẻ kèm theo size em sẽ like luôn. Sóc bò nha, cực kỳ rẻ thôi, có 59.000 em biết rồi nha. 59.000, 59.000 chia sẻ 2 lần mua giá 59.000. Không chia sẻ mua giá 120.000 luôn các chị nha. Không chia sẻ mua giá 120.000 luôn, bằng giá ngoài shop luôn. Bác shop toàn bán giá 120.000 đến 150.000 một chiếc quần trắng. Em bán được 59.000 thì các chị chia sẻ 2 lần thôi. Chia sẻ có 2 lần thôi các chị nhá. 2 lần thôi. Ấn 2 phát là xong. Chẳng mất cái gì hết. Và được mua với giá bằng một nửa luôn. Chia sẻ 2 lần mua giá một nửa bằng một nửa giá ngoài shop luôn nhá các chị nhá. Quần trắng họ bán là có 150.000 em bán có 59.000 nữa. Chị hỏi em đặt theo mã luôn nhá. Các chị mặc size nào viết hộ em đi ạ.
Các chị mặc size nào biết luôn hoặc em size sẽ like luôn. Nếu không thì em sẽ like thập cẩm, các chị chọn được cái nào thì chọn nhá. Xả sắp cuối mùa rồi nhá, sắp cuối mùa rồi. Đây chân váy thì em luôn nhá, em xả trong chân váy luôn nhá, xả thập cẩm luôn. Xả luôn cả áo không luôn, chị nào thích mua cả set em bán luôn nhá. Em xả luôn à. Ma số 1 đi hộ em nhá, size đại luôn nhá các chị ơi, size đại luôn à. Size đại luôn, xin chào chị Nguyễn My ạ, size đại luôn nhá. Chị Nguyễn My mặc size nào biết hộ luôn hộ em nhá. Chị Nguyễn My mặc size nào biết luôn hộ em sẽ like luôn cho chị đấy. Mã số 1 size 31 màu trắng. Mã số 1 size 31 màu trắng nhá. Màu trắng này chỉ là vải rách bị cáo thôi chứ không phải hỏi hết gì nhá. Mã số 1 size 31 màu trắng, mã số 1. Các chị chấm đẩy view cho em nhá. Mã số 2 một chiếc màu xanh size S. Mã số 2 nhá, một chiếc màu xanh size S đây ạ. Một chiếc màu xanh nhạt nhá. Một chiếc màu xanh nhạt size S ạ. Quần này ngoài người ta toàn bán 120 nghìn thôi các chị nhá. Mã số 2, một chiếc quần màu xanh size S. Quá rẻ luôn các chị nhá, các chị chấm đẩy view cho em đi. Chị nào muốn xem chân váy với hộ em size em like luôn chân váy nhá. Chóc bò có 59 nghìn thôi. Quá rẻ luôn nhá các chị nhá. Tranh thủ hốt hàng cuối hè mới được có giá này thôi nhá. Mã số 2 size L. Mã số 2 một chiếc màu đen nhiều cúc size L nhá, màu đen size L tầm 55 cân nhá. Mã số 2 màu đen size L các chị nhá, các chị chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ trên nhóm nào cũng được nhá, miễn là chia sẻ cho em nhá, chia sẻ nha mọi người nhá. Giá chỉ bán khi chia sẻ like thôi nhá. Nên là chị nào không chia sẻ thì không đến lúc hỏi em giá này là em không bán đâu nhá. Mã số 5 size S màu trắng co giãn. Mã số 5 đấy nhá các chị nhá. Quần không thẳng bỏ đấy nhá. Đấy. Mã số 5 một cái màu trắng size S nhá, co giãn luôn cho các chị nhá. Mã số 5 màu trắng size S. Mặc lên cực kỳ tôn dáng luôn. Cặp cao đấy ạ, cặp cao luôn nhá. Mã số 5 cặp cao luôn. Cặp cao luôn nhá mọi người nhá. Mã số 6 một chiếc quần co giãn màu đen size L. Xin chào chị Như, chị Nam Anh ạ. Chị nào mặc size nào biết hộ em nhá. Chị nào mặc size nào biết hộ em online luôn nhá. Không thì em sẽ like thật cẩm. Chị nào mặc size nào biết hộ em nhá. Size S, size S, size M, size M nhá. Mã số 8 một chiếc màu size S ạ. Mã số 8 một chiếc size S màu xanh. Rách mông một bên nhá. Mông rách một bên thôi. Rồi, mã số 8. Trước thì lại giống nhau. Mọi người chấm đẩy view cho em nhá, chia sẻ cho em thì em like tiếp nhá. Chia sẻ cho em thì em like tiếp. Càng đằng sau quần càng đẹp các chị nhá. Nay em sale sập sàn luôn, quần thêu cũng có 59 nghìn thôi. Các chị chấm chia sẻ cho em thì em sẽ like tiếp nha mọi người nhá. Chia sẻ nha mọi người nhá. Chia sẻ có 2 nhóm thôi, chị em không yêu cầu 20 nhóm hay 50 nhóm nha mọi người nhá, có 2 nhóm thôi. Quá rẻ luôn. Chiếc quần màu trắng ạ. Co giãn luôn nhá, co giãn luôn ạ. Con này là form ôm nhá, form ôm luôn. Co giãn form ôm này. Size như của em size S ạ, 45 cân đổ về mặc được nhá. 45 cân đổ về mặc được. Size S màu trắng co giãn luôn. Như của em mã số 10. Mã số 10 nhá, mọi người chấm đẩy video em đi ạ. Thì nào mặc size khác cái size em đang nai thì viết hộ em nhá. Không thì em sẽ nai thập cẩm. Chân váy em xả có 85.000 thôi. Chân váy xả 85.000 thôi nha mọi người nha. Mã số 15. Mã số 15 một cái xanh lưới luôn đấy chị nhá. Mã số 15 một cái xanh lưới luôn. Mã số 15 xanh lưới nha. Mã số 15 xanh lưới ạ. Mã số 15 xanh lưới. Có 59.000 thôi nha. Chỉ có shop em bán giá này thôi. Chẳng ai bán giá này đâu mọi người ạ. Chị nào nhanh tay thì chị đấy mua được quần vừa đẹp vừa rẻ nha mọi người nha. Mã 17 một chiếc màu xám sọc. Mã 17 một chiếc màu xám sọc nha. Xám sọc. Xám sọc luôn nha. Kiểu mốt từ năm nay đây. Xám sọc nha. Mã 17 cái này cảm nhà em là không để cặp trễ mà cặp đến rốn có cái là qua rốn luôn nha mọi người nha. Đấy, em đọc luôn vậy. Mã 17 với chiếc màu xám sọc. Các chị chấm đẩy view cho em đi nhá.
chia sẻ hai nhóm là được rồi các chị nha, chia sẻ hai nhóm thôi, nay em chia sẻ cực kỳ ít rồi. Chị ơi, chị có quần cho người 35 ký không? 35 ký cam hết bao nhiêu chị ơi? Em chỉ có nếu mà quần size bé nhất là eo 60 nhá. Size bé. Size bé nhất là em chỉ có ở đây cái chân này. Rút ra cầm. Em chỉ có eo bé nhất là eo 60. Nếu mà eo 60 mà vừa thì em sẽ tìm luôn eo 60, em sẽ like luôn eo 60. Eo 60 là eo bé nhất. Còn em chỉ bán quần người lớn chứ không bán cho quần trẻ trẻ em nha chị nhá. Này bé nhất chỉ eo 60 hoặc eo tầm 58, 58, 60 đấy. Thôi chị nhá. Bởi vì là người lớn thì nếu mà eo bé thì hông nó cũng to ấy, nên là phải mặc tầm như thế chứ không phải đến lúc nó không kéo được quần. Nếu mà ok thì biết hộ em. Đó là tầm size S, eo 60 em sẽ tìm luôn size S cho chị nhá. Cứ chia sẻ hộ em hai lần là được nhá. Hai lần hoặc hai nhóm. Em 60 thì em có, còn bé hơn nữa tầm eo tầm 50 của Nhi Đồng thì là em không có nhá. Eo tầm eo của Nhi Đồng thì em không có đâu. Còn bình thường mà người khoảng 35 cân mà cao mét mét 5 ấy cũng là size S rồi nhá. Mét 5 mét 55 ngày xưa em toàn mặc size S thôi. Eo 60 có nhá. Đây là dưới quần này là size bé này. 35 cân của em 5 ấy, chứ 35 cân mà cầm mét 65 thì chắc là gầy lắm. Nếu 35 cân nó chỉ mét 5 thôi, mét 5 mét 55 thôi. Đây là size S nhá, eo 60 em đọc luôn cho em nhá. Xin chào chị Trần Kim Chi nhá, như em mã số 20 eo 60 này. Mã số 20 eo 60 nhá, vô giãn luôn nhá. Chị nào mặc chị nào vào sau mặc size gì biết của em nên sẽ like luôn cho đấy nhá. Ưu tiên like luôn. Cho nên nhanh nha mọi người nha. Các chị cứ chấm cho em là em sẽ like luôn theo yêu cầu luôn nha mọi người nha. Mã số 21 size S này. Mã số 21 size S nhá. Mã số 21 size S. Eo 65, eo 60 65. Chị nào mặc size khác thì biết hộ em nha. Chị nào mặc size khác thì hộ em ạ. Đây là mã số 22 eo 60 này này. Eo này eo bé đây này. Mã số 22 eo 60. Co giãn nhá. Mã số 22 eo 60. Đấy. Chị nào cần em đo đùi hay đo mông thì em đo hết cho các chị luôn nhá. Mã số 23 size S nhá. Mã số 23 size S, một chiếc quần màu xanh kiểu không rách. Màu xanh kiểu không rách, mã số 23 size S màu xanh không rách nhá. Chị nào mặc size nào biết hộ em sẽ like luôn ra đấy cho chị nhá. Mã số 24. Mã số 24 ý hộ em size M nhá. Size M co giãn, mã số 24 màu xanh size M co giãn ạ. Mã số 24. Có chân váy không? Em có chân váy nhá chị nhá, chị mặc size nào ghi hộ em đi ạ. Chân váy em xả đồng giá 85k, còn sóc đồng giá 59k nữa các chị nhá. Chân váy em có nhá, chị xem chị mặc size nào ghi hộ em nhá. Đây là lâu lâu cái tay này. Chân váy nhà em này. Nên thì cứ xinh luôn nhá. Dáng chữ A để có chị được ngồi thoải mái luôn nhá. Size M. Size M thì khoảng bao nhiêu cân? Size M tầm eo 68 đến 70 chị nhá. Chân váy size M em có chị nhá, chị thấy em tí ạ. Các chị cố gắng ghi hỏi em size đó, hoặc ghi hỏi em chiều cao cân nặng đến lúc không, đến lúc về có chị 53 cân. Chị cao bao nhiêu ạ? 53 cân bình thường là size L rồi, chị cao bao nhiêu để em còn ước ạ? Em mới sinh. Ê chị mặc size L nhá. 53 cân mà em mới sinh thì phải mặc size L nhá chị nhá. Không size M là nhiều khi nó chật không vừa ấy. Có nhiều chị mới sinh là kéo lên nó không cả được cúc. Nên là 53 cân thì phải sang size L giúp em nhá. Em đọc luôn eo luôn cho các chị nhá. 53 cân thì chuyển sang size L hộ em nhá. Cái đằng sau em là đang là size L đấy ạ. Cái đằng sau em đây đang là size L chị nhá. Cái đằng sau em đang là size L đấy ạ. Túi hai bên nhá. Nên dáng luôn rồi cho các chị luôn đấy nhá. Bụng mình không to. Mét 58. Mét 56, 54 cân. Size L ấy chị nhá. Bởi vì size L có mét eo tầm 72.
70, 72 nhá chị nhá. Nếu mà eo chị 60, 65 nữa thì mới mặc size S thôi. Đấy, em nói rõ nhá chị nhá. Không thì em cứ đặt theo tầm eo đi cho chị khoảng ưng lượng nhá. Đấy, đằng sau em đang treo là eo 70, 72. Đấy, em đọc luôn cho chị nhá, em đọc luôn eo cho chị luôn. Em đo luôn cho các chị luôn để cho nó thoải mái nhá. Tiếp này, mã số 2 này, eo 70 để 2. Mã số 2 eo 70 để 2 nhá, một chiếc quần màu xanh đây chị nhá. Quần màu xanh này chỉ có hai cúc bên trên này là mở ra được. Mở ra được, quần cúc bên dưới là nó đóng cố định được chị nhá. Mã số 2. Đây đằng sau này. Đằng sau có túi luôn nhá, mã số 2 một chiếc quần màu xanh. Mã số 2 nhá, eo 70 72. Em đọc luôn eo cho chị luôn được nhá. Và size M. Em đo luôn cho các chị luôn. Đồng giá 85 chân váy nhá. Địa chỉ ở đâu qua thử. Chị ơi, 37-62 xã Lê Chân, Hải Phòng nhá. Giá này em chỉ chốt trên like thôi nhá. Giá này em chỉ chốt trên like và chia sẻ like nhá. Chị chia sẻ cho em 2 lần nhá, em ghi rồi ạ. Chia sẻ hỏi em 2 lần giá chốt trên like. Không thì chị cứ ra chị chốt xong mà đến xong em lấy nhá. Xong rồi thử đổi cái nào thì đổi nhá. Chị nhá, phải chắc chắn hơn em nhá. Giá chốt trên like thôi chứ còn bình thường không ai bán chân váy với giá 85.000 đâu nhá mọi người nhá. Đấy ạ, 37-62 xã Lê Chân, Hải Phòng nhá. Còn em có Shopee tại Hải Phòng thì tầm 99k là đã được vừa receipt rồi. Còn tại tỉnh Đẻ thì phải 200.000 nha mọi người nhá. 37-62 xã Lê Chân, Hải Phòng nha mọi người nhá. Đây, tiếp hộ em cái số 2 này, chân váy này, giá chốt trên line nhá. Đây, và giá mã số 3. Đo là cũng quên mất rồi. Mã số 3, eo 70. À gần, thế này gần nhá. Thế này chị tí nữa chị cứ xem, chị tranh thủ chạy qua đây thì thử luôn nhá. Em ở 37-62 xã đâu, gần đây chắc cách cây một cây thôi chứ mấy. Đây nhá chị nhá, mã số 3 này, eo 70-72 luôn nhá, một chân váy này. Đây ở nhà chân váy này. Dáng chữ A nhá, đằng sau luôn, em dơ luôn cho chị đằng sau luôn này. Mã số 3. Mã số 4 này. Chợ hàng em ở 37-62 xã nó gần lắm. Chị chạy qua đây ùn cái là đến thôi. Kéo 2 phút. Đây chị nha, mã số 4. Eo 72 nhá. 70-72 em cứ dơ mẫu chị xem trước này. Cũng là một cái chân váy chữ A màu xanh nhạt. Xanh nhạt nha chị nha. Nhiều cúc. Nhiều cúc nhá, kiểu này là kiểu nhiều cúc này. Đằng sau này. Đằng sau màu xanh nhạt là có túi nhá. Mã số 4. Không có quần trong đâu chị nha, không có quần trong đâu. Bởi vì là quần trong của chân váy bò thường là một lớp bò lửa, là hai lớp bò nó rất là dày nhá chị nhá, nên là em không nhập cái loại đấy nhá. Em chỉ có loại một ống thôi, kiểu một ống đấy, không có quần trong. Thứ hai, lớp bò mặc bí thôi lắm, nó bí quá nên là em không nhập cái loại đấy nhá chị nhá. Đây em mã số 5, một chân váy chữ A này. Kiểu này kiểu đúng công sở đi làm luôn nhá. Kéo khóa đằng sau lưng này. Kéo khóa đằng sau lưng nhá. Đây em mã số 5, chân váy chữ A mã số 5, kéo khóa đằng sau lưng nhá. Đây túi này. Túi kiểu túi này giống kiểu chân váy ấy, chân váy biết không? Chân váy đen ấy. Đây, tiếp một cái chân váy thunner nhá. Tiếp đi hồi em một cái chân váy mã số 7 đi. Mã số 7 nhá, một cái chân váy thunner này. Thunner bên này nhá, em phát tạm đây thôi. Thunner bên trái. Bên hông trái nhá. Thunner bên hông trái này. Đằng sau có túi này. Kiểu này là kiểu kéo khóa thôi nhá, kiểu kéo khóa. Đấy. Đây là mã số 7, đây là size M. 85.000 thôi, em xả cuối mùa giá chốt trên line với con giá này thôi. Còn bình thường không ai bán giá này. Cho em đo lốt xem có cái nào không em bảo chị. Đây tiếp một cái chân váy size M nữa này. Kiểu này thì kiểu nhiều cúc. Kiểu này kiểu nhiều cúc nhá. Chân váy không có quần trong chị nhá. Chân váy em không có quần trong đâu.
bởi vì là hai lớp bò nó dày lắm chị nhá. Bình thường chân váy bò mà quần trong nó cũng là bò luôn, nó cũng jean luôn, nó dày quá nên là em không lấy nhá. Nhiều khách vừa là cái chân váy thì đùi bên trong quần đùi nó lại không vừa ấy, nên là em không lấy loại đấy nhá chị nhá, nó rất là khó nên là em lấy loại bình thường đấy thôi. Đi hộ em chị Hảo mặc size gì ghi hộ em nhá, chị Hảo với bà sau mặc size gì đi hộ em like luôn. Tiếp hộ em mã số 8 size eo 70-72 này đây nhá, túi thật nhá, không phải túi giả đâu nhá, túi thật mã số 8 eo 70-72 đấy. Chị nào mặc size nào ghi luôn hộ em nhá, chị nào mặc size nào ghi luôn em like luôn cho nó dễ nhá. Xả cuối mùa anh còn cái nào thì em xả lỗ thôi. Giá chốt trên Nai có 85.000 thôi. Bình thường đoàn shop người ta toàn bán 200-300 nhá. Chị Hảo chị mới vào sau mặc size gì của em nhá. Tiếp là đây quần này là 1, 2, 3. Chân váy này 4 cúc nhá, 4 cúc em quần mới. Đây là mới hơn 100g em chưa cắt luôn. Em là size XL nhá. Eo tầm 78. 78, tại sao em đặt là 78, em lúc cho chị ăn một tí là hành 80 là vừa nhá, không có lúc bị kích bụng ngại không vừa nhá, size này size XL eo 80 không em, không có chị ơi. Chân váy của em canh này mặc là eo có 72 thôi chị nhá, chân váy của em canh này mặc là eo 72 đây, em này eo 80 này đây, chân váy ghi của em mã số 8 này, eo 80 này mã số 8 đây nhá. Chân váy chữ A. Mã số 8 đây nhá. Chị cần thì em sẽ thử luôn trên tay cho chị luôn. Đây em vẫn chưa cắt cúc. Đây. Dài bằng nhau chị nhá, dài bằng nhau. Nó sẽ chiều dài nó sẽ như thế này luôn, nhưng mà kiểu như là đây. Chân váy eo 80 mã số 8, chị đợi em tí em tìm xem còn cái nào đã eo 80 không thì em lấy cho chị nhá. Tìm một cái nào thì em dơ lốt cho chị nhá, cái vừa xong em dơ để em 80 đấy. Còn cái nào thì em tìm lốt thôi. Cái này cũng giống thôi, đây là hình như em còn có mẫu mẫu này là em 80 thôi chị ạ, 85k thôi. Em dơ luôn cho chị Kim ở Kim Chi lúc nãy này. Cái này cũng là size M nhá. Size M này, cái này cũng là size M chị nhá. Đây, em dơ luôn cho mấy chị có size này. Đấy, size eo 80 em còn có một cái thôi chị ạ. Eo 80 em chỉ còn đúng mã này thôi chị nhá. Eo 80 à, chết kìa. Đây. Eo 80 em chỉ còn mã này thôi chị nhá. Eo 80 em còn đúng cái mã này thôi. Eo 80 em chỉ còn đúng mã này thôi chị nhá. Nó cũng giống như cái này nhưng mà nó khác một tí ở bên dưới đây thôi, cũng hai túi này. Cũng hai túi nhưng mà bên dưới thì nó may liền luôn. Thay vì cúc thì nó may liền luôn cho nó khác kiểu. Em chỉ còn đúng mã này là eo 80 chị nhá, size XL. Đấy, chị nào hốt thì ghi hộ em eo 80 nhá. Eo 78 80 là ok nhá.
hai túi giống như con canh này mặc luôn nhá chị nhá. Bên dưới này chị khác mỗi phần bên dưới này thôi. Độ dài là bằng nhau. 85k nhá. Chân mày 85k. Đấy, chị nào muốn xem tiếp thì chấm tiếp xem nhá. Em có cả sóc bò nhá, sóc bò thì có 59k thôi. Sóc bò 59, còn chân váy 80, chân váy 85. Thì nào xem size nào biết thì chấm cho em nhá. Thì nào xem size nào biết chấm cho em, sóc bò em có nhiều nhá, chị thử kiểu còn canh mà. Nó kiểu đấy hết rồi chị ạ. Không thì đây em thử lên canh, em thử cái cây này này. Kiểu con canh này chỉ có size L thôi. Kiểu như nó eo có 70 thì eo có 72 thôi chị ạ. Em thử luôn em con này đi chị ạ. Eo 80. Kiểu con canh này nó còn có một cái của eo 72 thôi. Còn không còn nữa. Đây là cúc cái háo là ngập luôn. Cuối mùa rồi em xả cuối mùa nên mới có giá này thôi. Đấy. 80 nhá. Chị nào hốt thì ghi của em 80. Size XL là mặc ok. Size XL nha mọi người nha. Quần short size XL thì em còn 80 chân. Hai chị có thích quần giả váy không ạ? Quần giả váy có 59k màu đen thì còn. Quần giả váy có nhá. Còn kiểu con canh thì em chỉ còn đúng size kiểu con canh thì em chỉ còn đúng size L thôi, không có nữa, hết hết hàng rồi. Đấy chị xem, chị nào xem chốt cái gì thì liên hệ em nhá. Có sóc bò thì eo 80, eo sóc bò eo 80 thì em còn nhá chị nhá. Còn chân váy eo 80 thì em còn đúng một mẫu thôi. Còn có mấy cái nên em mới xả có 85.000 thôi mọi người ạ. Xinh đẹp mà. Chân váy em cũng không còn nhiều nên em mới xả giá thôi. Nha mọi người nhá. Em mở 376 miếng hai xã lên cho Hải Phòng nhá. Thì nào thích sóc bò hay chân váy chốt hàng thì qua em lấy cũng được nhá. Không lúc nào tiện qua em mua thì cũng được nhá. 376 miếng hai xã. Cái này qua có eo 72 đâu bé lắm. Cái L thôi chị ạ. Đây cái cúc nào thì nó eo 72 thôi. Chứ eo 80 xã không vừa. Sai L thôi nha mọi người, sai L thôi ạ. Chị nào xem shop XN thì em sẽ like shop XN nha. Shop XN. Giá chốt trên like và áp dụng chia sẻ hai nhóm nha. Em nhắc đi nhắc lại được các chị nha. Nhiều chị hỏi em đến lúc xem lại những cái like ngày trước, mấy hôm trước em like xong rồi hỏi giá là em không bán giá đấy đâu nhá mọi người nhá.
khi nào em bán trên line thì mới có giá rẻ như này thôi. Các shop khác cũng thế thôi, người ta cũng chỉ bán trên line mới có giá rẻ thôi, chứ còn bình thường người ta có bán giá đấy đâu. Nha mọi người nhá. Đang đi lên mạng rồi nha mọi người nhá. Áo dụng chia sẻ like, mọi người còn họ còn bắt chia sẻ 20 lần với lại vừa bao nhiêu lần mới có giá như thế. Nên em chia sẻ có 2 lần thôi. Ở Hải Phòng luôn nhá. Thì nhắn đi thì qua thử chân máy cho 85.000. Hàng Quảng Châu luôn. Xin chào chị Phượng ớt nhá, hàng Quảng Châu. Chị nào vào sau muốn xem gì viết hộ em nhá. Shop bò ghi hộ em cái size em sẽ like tiếp nhá. Sóc bò ghi hỏi em sai em sẽ like tiếp sóc bò nhá. Sóc bò với giá có 59.000 thôi, chia sẻ em hai nhóm nhá, hai nhóm mà được, hai nhóm mà được rồi các chị nhá. Chia sẻ hỏi em hai nhóm thôi, có hai nhóm thôi à. Ấn hai phát là xong rồi. Chị nào muốn xem sóc bò. Ủa, pin nó không vào. Nào muốn xem sóc bò size nào thì viết hộ em nhá. Thì nào muốn xem thì chuyện này không được hỗ trợ. Không được hỗ trợ. Thì nào mới vào sau mà muốn xem sóc bò size nào thì hộ em 59.000. Chia sẻ hai nhóm để mua với giá 59.000. Hai nhóm thôi quá ít luôn. Em sẽ bán sóc trắng với giá 59.000 trong khi người khác bán 150.000. Em sẽ bán luôn sóc trắng với giá 59.000 luôn. Đây, toàn bộ chỗ này là sóc trắng. Chị nào vào nhanh tay thì chị mới hốt được nhá. 59.000. Em ở Hải Phòng luôn. Đây. Trắng 1. Trắng 1 này các chị có thể về vì tự cắt là 1, hoặc là về may gấu lên là 2, thì tự xử lý nhá, hoặc là cứ để thế này mặc. Trắng 1. Trắng 1 các chị về tự xử lý hoặc là cứ để lấy mặc cũng được, đều được nhá. Nai lốt trắng nhá. Chị nào và sao mặc size gì thì biết hộ em, còn không thì em nai lốt trắng. Trắng 2. Trắng 2 một chiếc quần màu đen. Nó rách như thế này nhưng mà rách đúng vào túi quần rồi nên là không hề lộ nha các chị nhá, rách đúng túi quần. Trắng 2. Trắng 2 đo luôn eo cho các chị luôn. 66, eo 65-66. Còn 45 cân đổi lại nhá. Làm chị nào mà eo bé nhá. 65-66 trắng 2. Trắng 2 nhá mọi người nhá, trắng 2. Đây mọi người cần cho người ta bán 150.000 đấy. Trắng 2. Trắng 2 là size eo 65-66. Trắng 3. Trắng 3 này em có, hiện tại em còn size 26-27. 26-27 30-31. Hình như còn một cái 29 nữa thôi. Trắng 3. Trắng 3 là cao, cặp cao nhá. Trắng 3 cặp cao các chị nhá. Trắng 3 cặp cao. Mọi người chia sẻ cho em nhá, chị nào mà sao mà sai gì biết hộ em đi ạ. Biết hộ em là trắng đúng này, theo luôn nhá. Bán hàng theo luôn cho chị luôn nhá, trắng 4. Theo luôn. Theo luôn nhá, đây là người ta theo nhá, các chị nhà là hai mặt này. Theo, trắng 4 nhá, theo. Trắng 4 là một trắng theo nhá. Theo luôn cho các chị luôn, trắng 4. Nó không còn đủ size đâu nên chị nào mặc size nào thì ghi hộ em, không là em cứ nai thật cẩm đấy. Không còn đủ size nhá, em nhắc đi nhắc lại rồi. Nai nó trắng hơn là trắng 5. Trắng 5 size M và size L. Trắng 5 có size M và size L. Trắng 5 nhá. Trắng 5 nhá các chị nhá. Chị nào xem tiếp thì chấm tiếp cho em. Xem cho em nghỉ nai nhá, trắng 5. À, một chiếc trắng nữa này, trắng này cũng đẹp này. Một chiếc trắng theo luôn, theo ở viền quần luôn rồi nhá, theo luôn rồi. Cắt kiểu nợ sóng nha, nợ sóng. Cắt nợ sóng theo rồi nhá. Cắt nợ sóng theo luôn rồi.
chị nào xem được không không comment được thì bảo inbox em lên chốt hàng nha. Cho em nghỉ like nha mọi người nha.